Sẽ hướng dẫn lại phần này. Đầu tiên là mình hướng dẫn phần bên ngoài với phần pin của máy cho mọi người biết. Tại vì kiểu như cái phần về lắp phim á, mình có một cái clip khác này. Thì về pin của máy nó sẽ xài một cục pin này cho flash. Pin này tên là pin 2A, mình bỏ sẵn trong đây rồi. Ok. Còn pin bên đây á, là pin dành cho kiểu cái hệ thống đo sáng trên máy. Pin này hết thì có thể ghé qua shop mình thay, là mình gắn sẵn luôn. Pin này xài hai cục tên là LR44, mình đã thay mới rồi. Thì thường thường cái pin này là cái pin đồng hồ, mọi người có thể đặt ở trên Shopee hoặc ghé mấy chỗ rửa để mua. Và để cái chiều trong cục pin này, nếu mà muốn thay thì kéo cái miếng giấy này ra xong. Ok, ví dụ giờ mình kéo miếng giấy ra, giờ kéo hai cục pin ra. Thì cái chiều pin là cái chiều mặt có hình này nè, hướng qua đây, hướng qua cái nắp pin còn lại. Và tại vì do cục pin này nó hay bị rơ, nên thường nhà mình sẽ hay lấy một cái miếng giấy như vậy để nhét vô. Cái cơ bản là cái pin này hồi xưa kiểu như là nó cũng cỡ cỡ vậy rồi, nó cũng có độ rơ nhất định như vậy rồi, nên chịu phải dính miếng giấy. Rồi bây giờ cách để chụp á, thì đầu tiên là mình quan sát trong view ngắm của mình, nó sẽ có hai cái, một cái điểm màu vàng đó, một cái điểm màu vàng, một cái điểm màu vàng trên máy, và một cái cột số, một cái điểm màu vàng ở chính giữa. Cái điểm đó gọi là lấy nét điểm vàng. Thì lấy nét như thế nào? Ví dụ như giờ bạn chỉ lên trên cái khu vực của cái hình em bé của chị Hà Nội thì thấy cái mặt nó tách làm đôi không đó. Nếu mà cái mặt nó tách làm đôi cũng vậy, có nghĩa là chưa đúng nét, rồi mình sẽ phải xoay cái vòng này, mình vừa nhìn mình vừa xoay cái vòng này sao cho nó gộp lại, nó trùng lại làm một và đúng. Rồi mỗi lần chụp kéo ra xong bấm nút chụp và chụp một tấm. Rồi tại sao mà nó chụp cho chụp được, thì khi mà mình nhìn vô trong đây, nó tiếp tục ở bên cái cột bên đây, cái cột có cái dãy số cái cột có dãy số, nó có chạy lên bất kỳ số nào đó trong cái view ngắm thì mình có thể chụp. Còn nếu nó không chạy thì chỗ đó không thể chụp, có thể nó bị cứng cọc, cứng nhắc luôn, nó không cho chụp. Thì lúc này mình bật flash bằng cách flash on. Rồi bật flash thì mình sẽ đợi flash trong tầm 5-15 giây, nó sẽ hồi flash và mình có thể chụp với flash. Rồi nếu mà nó hồi flash xong, mình có thể chụp với flash nha. Rồi mình sẽ nghe được cái tiếng nó kêu ở trong cái độ tai mình đó. 3-15 giây nó sẽ bật flash, mình có thể chụp. Rồi tiếp theo là cái con này sẽ cho mình chỉnh cái date, date on hoặc là date off. Nếu mình bật on date thì mình sẽ vừa đè cái nút day lock này và mình vừa xoay cái year Monday ở bên hông này để cho mình chỉnh được cái ngày giờ in lên bức hình của mình đó, theo ý mình muốn. Còn mình mua phim bao nhiêu á thì mình chỉnh cái cuộn phim cho phù hợp bằng cách là kéo cái cần này cho chỉnh cuộn phim rồi chỉnh ISO. Ví dụ như cuộn 400 chỉnh 400, mua 200 chỉnh 200, mua 100 chỉnh 100. Đó là cách để chỉnh. Rồi tiếp theo là còn gì nữa, thì cái con này nó sẽ có cho mình là hiện giờ chụp, kéo này lên lên phim xong bấm nút chụp. Rồi nếu mà đủ sáng nó phải cho mình chụp đi thì mình bấm chụp, nó sẽ chạy và 10 giây sau nó chụp. Máy thì mình sẽ kèm một cái nắp và để mình coi mình còn cái túi nào mình sẽ tặng kèm. Ok, hoạt động bình thường hết từ A tới Z. Nếu mà có vấn đề về máy cứ liên hệ lại tụi mình. Ok.